Hello 500 anh em. Bữa nay mình tiếp tục làm cái series đế chế nha anh em. Nguyên ngày nay đi công chuyện không có làm. Giờ tối về làm mấy cái vài một hai clip gì đó. Để làm clip này thôi, xong chắc đi ngủ luôn. Mấy cái intro này tắt nhanh em. Lúc đầu coi thôi, giờ lúc sau à, không coi nữa. Mình đi tới cái phần hành trình của Ai Cập mình làm xong rồi nha em. Rồi cái phần cuối, phần 12 về hãm tại Canaan là làm rồi. Giờ mình tiếp tục qua phần vinh quang Hy Lạp nha. Phần 1 này cũng như phần hướng dẫn, giờ bắt đầu mới thật sự vào chiến nè. Chân người Hy Lạp từ thời kỳ đồ đá hoang sơ cho đến thời kỳ đỉnh cao Hellenic, Hellenic dựa theo bước chân của những anh hùng Hy Lạp trứ danh như Achille. Achille này cái gì cơ, anh bằng mình đầu cho sắc gì mà cái gót chân điểm yếu không, hình như mình nhớ hồi xưa bà cô chỉ là bây giờ là Belilit hả, nó khó đọc quá nhỉ. Xê-phong, Xê-phong là ai? Alexander đại đế thì biết nha, ông này cầm quân giỏi lắm, để xây dựng một nền văn minh tiếp nối thế giới cổ xưa từ Địa Trung Hải đến Ấn Độ. Hình dưới đây là biết nha anh em, cái đầu này giống như chiến binh Bata, còn cái này là ngựa hình roi nè em. Mấy cái này, mấy cái truyền thuyết này cũng khá là lâu rồi, cũng không nhớ lắm, để giờ mình chơi lại xem nó nói gì, mình đọc cốt truyện, mình đọc cái ấy sẽ nói gì. The Mediterranean climate of the Peloponnese region. Ok, mình đọc nha, mình đọc. Nói chung mình chơi để mình biết cốt truyện nên mình sẽ đọc, đọc hết. Gì? Mycenae hả? Đọc vậy đúng không anh em? 1600 năm trước công nguyên, khí hậu Địa Trung Hải ở vùng Peloponnese rất thích hợp cho nông nghiệp. Kiểu này cái như cái mấy cái chiến dịch này là nó từ thời cổ cho đến hiện đại nha anh em. Có nghĩa là mấy Ai Cập lịch đầu tiên, xong rồi sẽ đến đến nào ta, đến Hy Lạp. The Mediterranean climate. Nó là vậy rồi, nó lên tiếp tiếp theo nữa, nó theo cái dòng lịch sử đó, thời gian thế giới nha. Rồi tuy nhiên để phát triển và mở rộng trong một thế giới ngày càng thân thiện, người dân của bạn có sở hữu những mảnh đất hái trái thích hợp. Ba nhóm khác đã đóng đô ở khu vực này. Trong ba nhóm này, người Balesan là mạnh nhất, xây dựng năm nông trại để duy trì nhu cầu nông nghiệp cho người dân của bạn và tiêu diệt tất cả nông trại Balesan để dằn mặt láng giềng mạnh nhất của bạn. Bạn có thể cần loại bỏ người Achian hoặc Danann để có một vị thế vững chắc trong khu vực trước khi giao chiến với người Balasan dằn mặt. Này kiểu như Nga với gì Ukraine hết, kiểu như mình phải dằn mặt nó. Mục tiêu là tiêu diệt tất cả nông trại của Balasan, xây dựng năm nông trại. Giờ mình sẽ kiểu như là mình vào vai của Hy Lạp á nè. Ok, thì đây ha, nó vừa vô thời kỳ này, thời kỳ đồ đá nha nè. Cái nền văn minh nào nó cũng bắt đầu từ thời kỳ thấp nhất. Ok, thì bây giờ mình qua phần mới rồi, phần Hy Lạp mình sẽ xem cái kỹ thuật của nó xem có gì đặc biệt ha.
Nội tại của cái đế chế Hy Lạp thì nó có cái điểm mạnh là các đơn vị học viện di chuyển nhanh hơn 30%. Học viện chính là cái chỗ sản xuất mấy thằng lính này nè, mấy thằng quân La Mã rồi nè, mấy thằng lính khiên á, mấy lính khiên học viện không bậy cái đó, mình nhầm này, lính lính đấy ha, đâu học viện đâu, bên đây nè, đây nè, học viện là cái này nha, là cái nơi dùng để huấn luyện cái đơn vị bộ binh cao cấp có sức tấn công và giáp cao, như là thằng Hobile nè, Hobite, Phalanx và Centurion. Có nghĩa là cái nền văn minh của Hy Lạp này là lính này rất là mạnh. Như cái Ai Cập là nó chỉ có thằng Hobite thôi, không có thằng Phalanx chứ thằng Centurion thằng này nâng cấp cao cấp hơn. Giáp đồ nè, nó tăng lên gồm. Thằng này nhiều 120 máu, sức tấn công 17 giáp 5. Thằng này 120 máu, sức tấn công 20 giáp 7. Thằng này 160 máu, sức tấn công 30 giáp 8. Đó, nâng cấp lên rất là cao. Chi phí trừ 20%, không những lính nó mạnh mà nó còn giá nó còn thấp nữa anh em, giảm giá nữa. Cái này là cái điểm mạnh của Hy Lạp ha. Tàu thì di chuyển nhanh hơn 20%, nghĩa là mấy cái thuyền giao hương với em, thuyền đánh cá được, thuyền chiến đồ nó chạy rất là nhanh. Vậy là nước này mạnh về đường biển nè. Kỹ thuật còn hiếu thì mấy cái này nói chung hổm, tôi nói rồi ha, nó như mấy cái màu đen này á, là cái còn hiếu. Nhưng như thằng gì Ai Cập bữa trước mình chơi là mấy cái cung này nó nhiều luôn, còn thằng này nó không có cung, nó giỏi về cái lính cao cấp đó với xe bắn đá rồi. Thì nó cũng trải qua bốn thời kỳ giống Ai Cập ha, cũng thời kỳ đồ đá, thời kỳ đá mới, thời đồ đồng, thời đồ sắt, thì cổ đại mà nó chỉ có bốn thời kỳ đó thôi, còn mốt mình chơi qua phần khác nó trung và hiện đại thì nó sẽ những thời kỳ cao cấp hơn. Ok thì mấy cái nói chung mấy cái này thì đã cái clip đầu tiên của cái phần series đế chế này tôi đã đọc cái này rồi ha, nên là bây giờ tôi sẽ không đọc lại, anh em tự tải về anh em tự đọc nha, hoặc là mở lại cái clip trước tôi coi của tôi á coi nha. Giờ mình chỉ coi những cái nào của nó mới thôi, như là mấy cái này là có giống thằng Ai Cập hết ha. Giờ có chỗ xưởng vũ khí vây hãm của nó là có đặc biệt nha, nhưng Ai Cập nó chỉ có máy ném đá thôi, còn ông nội này thì nâng cấp được lên tới máy cá lạnh. Máy ném đá này lên thời thời đầu đồ đồng nhưng em có đời đời ba mới có cái này, thì nó có nâng cấp thêm là xe bắn đá ha, dùng để tấn công cái đơn vị quân sự, công trình và tường. Bắn đá có phạm vi tấn công tôi hiểu là ba, có nghĩa là nó bắn máy bắn đá này, xe bắn đá này nó sẽ bắn không có xa bằng cái máy ném đá như này. Máy bắn đá nó ném một khoảng cách rất là xa, nhưng mà này nó sẽ di chuyển nhanh hơn và nó bắn nhanh hơn, nó khoảng cách gần thì nó bắn nhanh hơn. Xe bắn đá, nâng cấp của máy ném đá hiện nay nó cũng giống như xe máy ném đá thôi, nhưng mà nó được tăng máu với lại sức tấn công của tầm đánh nhiều hơn. Đúng không? Đó, máu này máu thì nó không bằng nhau thôi, 75 hết, nhưng mà sức tấn công này nó tới, nó tăng thêm 10 với tầm đánh tăng thêm 2, này 10 thêm 12. Xe bắn tên là nâng cấp của xe bắn đá, nó tầm xa hơn và tốc độ bắn nhanh hơn. Máy bắn đá hạng nặng, nâng cấp của máy bắn đá, nói chung là máu rồi sức tấn công và tầm đánh nó tăng lên, máu tăng gấp đôi luôn không, 75 này 150, tấn công nó hình như cũng 60, nhưng mà tầm đánh nó tăng hơn, nó tăng máu với tầm đánh. Để nâng được cái máy bắn đá hạng nặng này anh em phải yêu cầu nâng cấp chợ ha, về hãm. Ok, tới chuồng ngựa xem.
Bên Ai Cập thì nó có xe ngựa ha, còn bên thành Hy Lạp này thì nó không có xe ngựa nhưng mà nó có kỵ binh. Kỵ binh cưỡi ngựa là một thanh gươm gây thêm sát thương cho bộ binh. Còn bên Ai Cập nó có kỵ sĩ lạc đà này nè, còn thằng này không có, hàng này chỉ có thằng này. Bên kia thì nó có xe ngựa hộ, còn bên đây thì có kỵ binh hạng nặng, nâng cấp của kỵ binh. Nói chung nâng cấp thì nó sẽ mạnh hơn, còn kỵ sĩ bọc giáp với mấy cái này thì nó không có ha. Rồi, học viện là nó đầy đủ nhất. Mấy lính học viện này của bên Ai Cập nó chỉ có một thằng Hobbit thôi, còn thằng Hy Lạp này nó có cả Falak và Centurion luôn. Và kho chứa nó cũng như vậy anh em, nó cũng nâng cấp mấy cái này giống nhau, nhưng mà đại ba nó có khác nha anh em. Đại ba nó thì bên Ai Cập nó luyện kim, còn không có luyện kim. Còn cái khiên sắt với lại khiên khiên tháp này thì nó không có, còn thằng thằng Hy Lạp này thì nó có. Cộng một giáp cho bộ binh và điều kiện để sản xuất một giáp. Tháp của nó thì nó cũng giống như kia ha, nó cũng tới tháp bắn đá luôn, nhưng mà điều cái cấu trúc nó khác nha anh em, nhìn cái hình nó khác nha. Thằng kia cái tháp, cái cấu trúc của cái tháp nó khác, còn này cấu trúc cái tháp nó khác. Chợ thì tương đối giống nhau, chỉ có một cái là thằng này nó có thêm cái nâng cấp vây hãm này, còn bên kia nó không có. Còn vẫn kỳ quan á, hãm thì mình vừa chơi phần Hy Lạp á, thì kỳ quan của Ai Cập là cái kim tự tháp, còn cái kỳ quan của thằng này là cái tượng chắc là tượng tướng hay chiến binh gì của nó đó. Tại chiến binh của nó rất là mạnh, chiến binh Hy Lạp rất là mạnh. Thì cũng chi phí ngàn hứa hết nha anh em, nhưng mà có khác cái là bên Ai Cập là hình như là ngàn thạch á, ngàn lương thực, ngàn vàng với ngàn đá, còn ông nội này thì ngàn vàng, ngàn đá với ngàn gỗ, nó không có thạch hay gỗ ha. Nhà chính cái hình này khác nhau nha anh em. Thằng Ai Cập là cái hình cái hồi cái bình đúng không, cái bình với cái tượng nhân sư, còn Hy Lạp này là cái bình với cái cục gì mình cũng không biết luôn, chắc là cái bông cái lá gì. Nâng cấp ở phần chính phủ thì giống nhau ha, nó cũng mấy cái giống nhau. Linh mục thì có khác nha anh em, cái này lúc trước đã đọc mấy cái phần này rồi ha, giờ mình chỉ nói cái điểm khác thôi. Có nghĩa linh mục bên thằng Ai Cập là nó full hết luôn, nó có hết mấy cái nâng cấp này luôn, còn Hy Lạp nó thiếu cái phần mộ thần này, nó thiếu cái phần chuyển đổi linh mục và tấn công kẻ thù, với lại nhiệt tâm dân làng di chuyển nhanh hơn như chiến đấu nhưng mà ít tình nguyện hơn. Với lại cái hy sinh này là ba cái này là Hy Lạp này, linh mục của Hy Lạp nó không có. Còn bến tàu nói chung thì nó ở tới đề ba thì nó cũng tương đối là giống nhau, có khác có cái là ở ở bên Hy Lạp này nó có tàu chiến bắn lửa đây nè. Nói chung là tàu bên tàu nó là full full đẳng cấp. Chung là mình chỉ nói sơ sơ về cái phần 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 cây kỹ thuật hay những cái phần khác nhau của nền nền văn minh đó. Còn về đồng minh này, ngoại giao này thì full là kẻ thù hết anh em, không có bạn đâu, nên là mình phải dead thôi, mình dead mình đặt lại nó. Mục tiêu của mình là đập diệt tất cả nông trại của quân địch và tạo 5 nông trại ở chỗ mình. Ủa,
Hồi nãy mình đọc hết chưa ta? Hình như mới đọc có phần hàng hướng dẫn rồi đúng không? Phần gợi ý thì người mê thân bị giới hạn hơi đồ đá mà không thể phát triển hơi đồ đồng lịch sử. Ok, cái lịch sử này rất là hay nên là hồi nãy hình như mình chưa đọc lịch sử, nhưng mình đọc cái phần lịch sử này như này. Nền văn minh Mycenae phát triển đầu tiên khu vực Argolith tại Peloponnese, nhưng đã nhanh chóng lan rộng sang nhiều vùng đất láng giềng khác. Nền kinh tế Mycenae ban đầu chủ yếu dựa trên sự kết hợp giữa nông nghiệp và sinh hoạt nông thôn, tập trung vào việc trồng cây ngũ cốc và chăn nuôi gia súc. Khi phát triển các công nghệ trồng trọt sẽ tăng độ hiệu quả nông nghiệp, xã hội người Mycenae phức tạp lên đáng kể, cho phép một sự phân chia lao động và mở rộng đáng kể. Rồi đây nó phát triển nhiều công nghiệp bao gồm nhưng không giới hạn làm gốm, kỹ nghệ sắt đóng tàu và giao dịch với các khu vực láng giềng. Họ nó giữa trong việc rèn đồng và các kim loại khác, chế tác các tác phẩm nghệ thuật và rèn luyện vũ khí, tranh vẽ, tranh để chiến đấu gì vũ khí chiến tranh để chiến đấu với kẻ thù của họ. Một trong những đồ mà ta nói tạo tác nổi tiếng nhất trong thời kỳ này chính là thứ được gọi là mặt nạ Agamemnon, một mặt nạ mai táng bằng vàng vào thế kỷ 16 trước công nguyên. Mặc dù khí hậu Hy Lạp thường thuận lợi nhưng phần lớn đất đai lại gồ ghề và núi non, và các mảnh đất trồng trọt màu mỡ lại hạn chế sự tranh giành trên các mảnh đất trồng trọt và các mỏ khoáng sản, đã góp phần tăng xung đột giữa các nhóm láng giềng và các thành bang ngày càng rõ rệt. Các thủ lĩnh đã cảnh báo cho nhau liên tục, và trong khi các cuộc chiến định sẵn trở nên hiếm thì chiến tranh thường là tiêu diệt nông nghiệp của kẻ thù và cướp gia súc của chúng. Các cuộc tấn công được vạch ra để làm tê liệt khả năng hái lương thực của kẻ thù. Các cánh đồng bị đốt cháy, các cây ô liu bị đốn hạ và gia súc bị cướp hoặc tiêu diệt tại chỗ. Hệ quả là các khu định cư có xu hướng chuyển từ các vị trí gần nông trại đến các thành lũy trên đỉnh núi hoặc Arobelon là cái gì? Không biết, không hiểu lắm. Cách mà người Hy Lạp gọi chúng là nơi phòng thủ dễ dàng hơn. Các cộng đồng người Mycenaean đã kết hợp lại xung quanh những khu định cư kiên cố này. Những người dân thường bị cai trị bởi một chiến binh tinh nhuệ, thường có vương miện trên đầu theo tiếng địa phương là Wanat. Tổ chức tang lễ khá phức tạp trong thời gian này, và nhiều bằng chứng khảo cổ về nền văn hóa Mycenae được các nhà sử học tìm thấy trong các khu vực mai táng. Mặc dù xung đột trở nên phổ biến, các thành bang có xu hướng thể hiện sự ưu tiên xây dựng quan hệ ngoại giao liên kết kinh tế với láng giềng của họ, và sau đó là mở rộng lãnh thổ đi Nam Châu. Các tàn tích của người Mycenae đã được khám phá tại nhiều vị trí bờ biển xung quanh biển Aegea, và thậm chí là xa hơn như đảo Síp, Ai Cập và quê cha của người Phoenicia tại Phoenicia gì đó tại phía đông Mediterranean. Ok, đó là phần lịch sử anh em của Hy Lạp. Thì cách chơi mình nó cũng tự na ná lên để cho mình hiểu về lịch sử vậy, nhưng nó tranh giành nó cướp lương thực của nhau. Hiện giờ yêu cầu của thằng này cũng dễ gì bắt mình gì tiêu diệt nông trại cái hồ này và xây nông trại ở chỗ mình. Ok, cái nó tìm hiểu xong mà vậy bắt đầu coi cái map nó làm sao nha em. Nó phát nè. Ok, đều là cái địch hết. Để coi cái nước vàng này, ok nó cũng sát bên mình mà nó còn nước đỏ này mạnh lắm này mày. Nước đỏ này nó gì chưa 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 gì hết gì vô thấy gì full nhà full tháp gì vậy sao quá. Nên tôi đặt con mấy người chị vừa chạy bên này là số 1, nông dân số 2 nha. Đây có ba hàng rồi nè.
cho mấy nông dân xuống đây. Còn mấy thằng ơi, sao đỏ nó chẳng ra ta, để nó lại cũng quýnh mấy thằng vàng này. Vậy ông à, mấy thằng này nó đi đi cái bản đồ này đập luôn, để tôi đập thằng đỏ này kìa. Nói chung cái nước màu vàng này là nước gì? Đề nam này nó hơi yếu nha nè, nó ít, nên là mình sẽ chui vô đây. Đây chính sẽ kế chỗ cái bụi thuật này nó quạch luôn, mình tiêu diệt này trước nha nè, xây căn cứ đây luôn. Kiểu như mình biết sao nè, mình bị hiếu cái nhà ở nè, mình không có xây, không có tướng mua nông dân, nó không có ra. À bây đặt cho banh hết đây. Này bên em cứ bấm vô, nông dân bấm quy, quy đất e r tơi, nó là cái nóng này nè. Cái nước đỏ này nó đi bảo bản đồ ghê quá. Cái thằng Balazam này nó khá là mạnh, mục tiêu của mình là tiêu diệt nó. Cây gỗ nó hơi hiếu. Nhìn đến 125. Nói chung là hiếu gỗ nhiều lắm. Mình sẽ xây một cái bến thuyền nha, rầm gỗ. Tại vì cá này rất là nhiều nha. Mình thu lương thực từ cá thì ok, ngon, cái vũng này nhiều cá à. Rồi. Rừng. Đất rừng này khá là to ha. Nên là một xíu nữa mình sẽ xây cái kho lương nữa ngay chỗ này cho mấy rừng này nó hạn được rừng này. Bốn chiếc kìa nè, bốn chiếc thuyền đánh cá là thì thu hoạch được, cũng nâng cấp gì hết nên khỏi. Tôi sẽ xây full
full cái nhà lính, lộn, full cái nhà ở để cho nó full danh nha. Mình mau full lắm. Tiêu mình là đập nước này nè em, còn nước này nó cũng nhỏ, nước đó là nước ASEAN. Đa Nam thì Đa Nam mình diệt xong rồi nè em, Đa Nam nó yếu, mình đập mấy cái này nó xong. Ủa nó còn nhận dạng đấy à, nó còn cái háp nữa, háp canh bãi đá, nhưng mà từ từ đi. Rồi 50 là full hết em. Thì mình xây thêm cái kho lương đây ha, kho lương đây đặt thu hoạch trái cây. Không cần xây đó thôi chứ không cần một cái kho chứa ở đây đặt thu hoạch gỗ. Chuyên chặt tới đây là nó xa về chính rồi, mấy nông dân này chỗ nào gần nó lại nó mấy đó nha nè. Ơi bình tĩnh nào, xây cái con lương này được rồi, không cần phải đi chặt cây đâu. Giờ mình sẽ xây nhà nha em, như đó chặt cây là cũng tạm ổn rồi. Xây cái nhà lính ra đây. Hai cái, tại bây giờ đi lên đời, lên đời. Để mình lên được cái thời kỳ đá mới này. Hồi nãy đồ đá, giờ lên đá mới anh em phải xây được ít nhất hai công trình nha. Bến thuyền, ví dụ một bến thuyền, một cái nhà kho này là xây được rồi. Xây nhà lính dư dẫn lên thì coi coi có nhà máy không anh, chắc là xây được cái nhà cung nữa. Với tháp. Ở đây có cái nhà thuyền của thằng của nước Balasam, mình xuống mình đập nó luôn. Gần lên nữa em, lên cái công trình nó sẽ đổi nó khác rồi. Đó biến rồi không, mình biến ra cái khác luôn. Mình nâng lên điều chí anh em, chi phí là 100 lương thực. Ok, giờ đó mình đã có thêm cái nhà trực bắn nè, nhà cung. Còn cái nhà mình lấy mình mua rồi, xây hai nhà cung, mua lính đồ cho nó nhanh. À, hồi nãy nó đập lên lên đời lên lính nhưng mà nó không có máu, nó mất nãy nó không có phục hồi. Ê, bình tĩnh bình tĩnh, nó xuống đập công dân mình kìa. Bình tĩnh nào bạn, đập cái nhà Thank you.
có một thằng nó sổng lên đập nhà của mình, đập chưa được, chưa xong được cái nhà ấy của nó nữa. Oh my god. Ok, cho nó đập luôn đi. Cho nó đập thoải mái nè. Có gì đặc biệt đi chợ đây. Oh my god, có vẻ như là bọn nước ASEAN thì nó để ý mình, là nó số tấn công dữ. Là thằng Malaysia này nó bây giờ nó khá mạnh nha anh em. Nó xuống nữa kìa. Không, cái này nguyên nông dân cười không sao, lại đập cái nhà này luôn đi. Có lương chưa có nâng cấp gì anh em. Nâng cấp tường nha, chợ rồi. Chợ anh em nên nâng cấp full mấy này hết cho nông dân nó sản xuất. Ê ê ê ê ơi, bình tĩnh nào, bình tĩnh. Ủa cái nước màu màu đen đen màu cam này nó cũ gấp lắm mà sao giờ nó đi quánh mình ta. Thôi sao giờ nó tấn công mình ghê vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh gì vậy? Rồi gửi cái ông nội này sẽ còn đấy. Má giờ tấn công được hai bên nước sao đỡ em? Bí còn chưa sản xuất được ra cái gì hết mà nó ra nó quánh ầm đùng rồi. Đâu rồi mấy thằng nông dân mình đâu rồi? Hình như nó qua nó sực hết rồi nè. Bình tĩnh nào, nỗi này sẽ xuống quánh hoài á. Mấy này nó mạnh quá anh em. Vừa vô mình nãy vừa vô mình chưa có xây được cái gì là nó hay full bà đồ, phim full nhà luôn rồi. Nông dân đâu vậy? Hình như nó giết hết nông dân mình rồi. Đỏ quýnh vừa xong với ông tím ông màu nâu xuống nữa kìa. Bình tĩnh nào, mà mình chống chịu mấy người này cũng vất vả nè. Mới bắt đầu thôi mà nó đã vậy rồi đó. Bình tĩnh nào, sao quýnh nông dân tao mất dạy này. Rồi nó giết nông dân mình hết rồi nè. Số nó quýnh hoài luôn kìa. Tức thiệt chứ. Nó không cho mình có thời gian để rảnh để mình sản xuất luôn rồi. Thank you.
màu cam chưa xuống là màu đỏ nó xuống đọc nữa rồi. Vậy sao mình chống nó được anh em? Có anh em nào biết cách quýnh cái này không? Chỉ tôi đây. Chiến thuật của mình là sao? Ai à, nó mạnh quá. Chưa vô, mình chưa xây gì nó full nhà mày hết rồi quýnh gì. Thôi vậy đi. À, tôi sẽ dụ nó qua nữa kìa. Từ để tôi dụ. Mày phát díu. Nó không có theo sự điều khiển của mình. Hay ghét không? Đi ngay xuống luôn nhà luôn, không chịu. Cái thiệt chứ. Còn mấy thằng tướng của mình, mấy thằng lính của mình thì ngu vãi cái đái. Mày ra đây. Mẹ mày. Hơi cay nha anh em. À, tôi có một chiến thuật rất là hay nhưng mà không biết có dùng được không. Mẹ nó xuống nữa kìa. Ê, hy sinh hy sinh. Mày đi nhanh nhanh. Tới tôi dụ mấy này nó qua nước thằng thằng à. Không biết nó có qua hay không. Dụ nó qua thằng một loại xong luôn. Chưa dụ xong mà nó không. Hơi cay anh em. Ok. Nó mất dạy quá nên mình cũng chơi mất dạy nó luôn. Mày mất dạy tao à? Mày mất dạy à? Mất dạy không? Mất dạy hoài. Mất dạy hoài. Đây chưa bấm cái enter ấy bấm sai rồi vậy cho nó khỏe này. Vậy đây có thời gian làm xíu cái này coi. Nó quýnh mình mua lính làm đập nó cũng được nhưng mà nó hơi lâu. Mày chơi cho hiểu cốt truyện thôi mà có đâu canh dữ. Vậy là anh em mới biết là cái game này không phải đơn giản anh em. Giống như hồi xưa mình chơi qua internet thua hoài là cũng có lý do ha. Chúng ta giờ nó đập bể cái nhà rồi. Nói chung là full nâng cấp. Nâng cấp tường, ok. Thời kỳ này nó chỉ có vậy thôi. Để tôi nâng cấp lên cái tháp kia nó là sao. Tháp này nó cũng cùi bắp. Mới thời kỳ đồ đá mới mà nâng cấp con đời đầy hang. Có đồng mạnh. Tiêu diệt tất cả nông trại cái hồ tạo nông trại. Ok, để tôi tạo 5 cái nông trại cái này.
Cái đó là cái yêu cầu của để mình thắng nha. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Đây. Đây, siêu cấp tao đứng đây mày, xuống đây mày bị bắn tao. Mình tao chết hết. Năm cái thôi chứ không cần nhiều, mình chỉ cần đủ yêu cầu thôi chứ mình không cần nhiều. Mình chỉ cần những gì mình cần thôi, mình không cần nhiều, mình không cần quá nhiều. Này có mỏ đá ha, nếu mà anh em chơi bình thường thì anh em phải đem lính lên, anh em đập này để lấy đá tạo tháp để xem tháp làm đẹp ha. Còn giờ thì khỏi tốn thời gian đó anh em. Cái đó là tôi bình thường hỏi tôi chơi thì không có mã miết gì thì chơi nó má bình thường mà nó lâu. Kiểu này kiểu như chơi bay to win có tiền mà chạy sống lúc nào có tiền cũng dễ dàng. À, hồi nãy tôi tính nói anh em là chiến thuật này nè, hổng tôi chơi đó là tôi qua bên đường đỏ này, tôi dụ nó cho nó qua bên thằng nâu này đập nhau. Nhưng bắn nhà nó vậy mà nó không ra ta. Tỉnh tỉnh. À, nó full nó bị à đây nè, thằng cụ bắp nó đây nè, để xuống ví dụ nè đấy. Thằng này nó mạnh quá nè mày, có nghĩa là lúc lúc trước tôi chơi là tôi dụ mấy thằng đỏ này cho nó qua nó quýnh mấy thằng nâu nha. Thôi nhưng mà bây giờ không dụ nữa, mình mạnh quá mà dụ nữa lên xử luôn, mình lên đập nông trại của mấy thằng này hết là thắng rồi nè. Ê ê nông vãi cái đái không nó mình chưa xây cái nhà nào mà nó đông vậy rồi mà biến thành quấn cho các bạn nữa. Bà mẹ nó xuống cái đầy này nữa rồi. Không xuống lập nhà nữa kìa. Cây vải. Này vẫn chưa đập xong. Nếu mà anh em chơi bình thường thì anh em chiếm tháp đá này anh em. Chiếm tháp này để đào đá là xây cái tháp đấy chứ. Đánh mình ra nhiều đập hơn nhiều sao khó căng à, không thắng được đâu. Đấy. Thấy không? Nông dân mình đi đầu đá mà nó cũng đi đầu đá nó cũng không cho nữa. Đấy, nó xuống đập liên tục không? Mọi này bắn xong chưa? Chưa bắn xong nữa hả? Cho là đi đập đá tiếp đi. Cũng không cần thiết lắm cho một thằng nhà đấy đi.
Có gì đâu mà phải khóc nè. Kiểu mình chơi nhiều cốt truyện hơn nên là chơi bình thường thì nó vẫn thắng. Tôi nói trước anh em là lúc trước tôi chơi vẫn thắng thôi, mà nó lâu, để tốn thời gian với anh em không. Xong ngay ok, nhiều dẫn này qua hết lè này nữa kìa, kết thúc phấn đấu đấy. Giờ bình thường anh em quýnh thì mình mua lính mình đá trước ha, xong rồi chiếm chiếm cái nhà đá đó, xong xây mấy cái hấp ở đây đặng đét mấy cái hấp này, đét ngon lắm nè. Xong mà khi mình đét xong, thường thường lúc trước mình nếu mà tôi chơi cái kia là tôi còn xây tường á đó. Đó nó xuống nữa kìa, không thôi giờ nói chung là tôi cho nó quýnh luôn á, cho nó đọc thoải mái. Ủa mấy anh kia đầu đá sao vẫn chưa xong, sao đứng im vậy? What? Tự nhiên mấy người khí đụ đó nó đào đá thôi, nó lại dừng ta. Trò đánh thôi. Ê, chúng ta có một vấn đề ở đây là nó đập nông trại mình là mình không thắng được anh em, nên là phải dẫn một thằng về đây xử đẹp nó thôi đấy. À, có mấy cái háp này mình mới nét nổi như này, nếu mà chơi bình thường hen. Has ensured that your people have access to the most fertile lands available to sow their crops. The Pelasgians, Achaeans, and Danans have all either submitted to your rule or fled into neighboring regions to lick their wounds. Your people can now focus on building settlements, establishing trade routes, and spreading their influence into neighboring areas. Chiến thắng trước các hộ lệnh láng giềng của bạn đã đảm bảo cho người dân của bạn có thể tiếp cận những mảnh đất màu mỡ nhất để gieo những hạt giống của họ. Tất cả người Palestine, Achaean và Danann hoặc là chịu sự thống trị của bạn, hoặc là đã bỏ trốn qua các khu vực láng giềng để gây dựng lại cơ nghiệp. Người dân của bạn giờ có thể tập trung vào an cư lập nghiệp, thiết lập các tuyến giao thương và mở rộng ảnh hưởng của họ lên các khu vực láng giềng. Ok, coi như là cái mạng này là xong rồi nha anh em. Nó lâu là do hồi nãy mình tìm hiểu mấy cái công nghệ rồi, nó thường thường là những cái phần nền văn minh khác á, những mình chơi văn minh mới thì tôi sẽ nói cái đó nhiều nên là nó sẽ nó hơi dài, còn mấy cái mạng sau thì nó sẽ ngắn hơn. Ok, như clip này đến đây là xong rồi, kết thúc nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha anh em. Thôi giờ cũng tối rồi, ngủ được. Bye bye.